Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 7 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự sinh hoạt thường kỳ với chi bộ 1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Hưng Yên. Sở Khoa học Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài ứng dụng công nghệ pin năng lượng mặt trời vào hệ thống cấp điện chiếu sáng. Văn Lâm kiểm tra xử lý các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Kim Động ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nhiều xã của thành phố Hưng Yên chưa quan tâm xử lý đất dôi dư. Nhiều hợp tác xã vi phạm luật do chậm chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự buổi sinh hoạt thường kỳ với chi bộ 1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Hưng Yên. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Theo báo cáo của Ban Chi ủy, Chi bộ 1 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên hiện có 16 đảng viên. Trong buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 9 năm 2016, Ban Chi ủy thông báo tới các đảng viên trong chi bộ kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ trong tháng 8, thảo luận thông qua nghị quyết tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 9 với các nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị, phát động chương trình Chủ nhật xanh với nòng cốt là thanh niên, đảng viên trẻ. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên trong những năm vừa qua, đồng thời khái quát những nội dung quan trọng của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 tới các đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới chi bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong hoạt động chuyên môn cần đưa ra các giải pháp để tăng dư nợ và hạn chế phát sinh nợ xấu, thực hiện tốt hơn nữa việc cải cách hành chính trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng các dịch vụ đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Ngày 7 tháng 9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề tài ứng dụng công nghệ pin năng lượng mặt trời vào hệ thống cấp điện chiếu sáng công cộng tại tỉnh Hưng Yên do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HC Toàn cầu thực hiện. Đề tài ứng dụng công nghệ pin, năng lượng mặt trời vào hệ thống cấp điện chiếu sáng công cộng tại tỉnh Hưng Yên triển khai từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016 thử nghiệm lắp đặt 8 cột đèn chiếu sáng công cộng tại trước cửa huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ. Sử dụng công nghệ pin, năng lượng mặt trời vào chiếu sáng là hệ thống nạp năng lượng và chiếu sáng tự động, bảo đảm năng lượng được nạp đủ trong cả thời tiết mùa đông. Độ sáng của đèn thay đổi phù hợp theo thời điểm chiếu sáng, đến trước 22 giờ, độ sáng đạt 100%. Sau thời điểm 22 giờ, độ sáng giảm còn 50%, phù hợp với nhu cầu sử dụng, tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường, chi phí bảo dưỡng thấp. Để làm rõ hơn một số vấn đề trong báo cáo đề tài, các thành viên của Hội đồng Nghiệm thu đã tham gia đóng góp một số ý kiến bổ sung xung quanh năng lượng ánh sáng mặt trời thực tế tại Hưng Yên, đánh giá cụ thể hiệu quả đầu tư. Sau khi thảo luận và góp ý, Hội đồng Nghiệm thu đã bỏ phiếu kín nhất trí 100% đề tài đạt yêu cầu. Tết Trung Thu là dịp nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm tăng cao, đặc biệt là các loại bánh, mứt, kẹo, bia rượu, nước giải khát. Nhằm ngăn ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Trong những ngày qua, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện Văn Lâm đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Đoàn đã tiến hành kiểm tra các thủ tục hành chính như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép kiểm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe của người trực tiếp chế biến và các cơ sở vật chất phục vụ cho chế biến kinh doanh thực phẩm như trang thiết bị chế biến, kệ chứa đựng thực phẩm, tủ bảo quản thực phẩm, các nguyên liệu phụ gia, bảo hộ cho người lao động, v.v. Về cơ sở vật chất, cơ bản đảm bảo như tủ bảo quản thực phẩm, kệ chứa đựng thực phẩm. Tuy nhiên, đoàn cũng đã phát hiện xử lý đối với một hộ kinh doanh hàng tạp hóa tại khu vực chợ Đường Cái, xã Đình Dù vì kinh doanh không có giấy phép đăng ký và một số mặt hàng như bánh mì, trà bông, loại Start, loại Lucky, bột chiên giòn, Azuquick, nước ngọt Pepsi đã hết hạn sử dụng.
đoàn đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 7, chi cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu 400 nghìn đồng với hai lỗi vi phạm trên, đồng thời tiến hành tiêu hủy số hàng hết hạn sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện kế hoạch 149 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông đường bộ đường sắt năm 2016, sáng nay, huyện Kim Động đã đồng loạt ra quân triển khai giải tỏa vi phạm hành lang giao thông trên địa bàn. Để việc giải tỏa được hiệu quả mang tính bền vững, huyện đã xây dựng kế hoạch đề ra tiến độ và các bước thực hiện giải tỏa cưỡng chế các vi phạm hành lang đường bộ như tuyên truyền vận động, rà soát thống kê, lập danh sách các điểm vi phạm lấn chiếm, tuyên truyền ký cam kết để các trường hợp vi phạm tự giải tỏa, tháo dỡ, di rời, thông báo đến hộ vi phạm về kế hoạch tổ chức giải tỏa. Trong ngày 7 tháng 9, ngày đầu ra quân, huyện đã tiến hành giải tỏa các vi phạm dọc trên tuyến quốc lộ 39 thuộc địa phận các xã Hiệp Cường, thị trấn Lương Bằng, Chính Nghĩa, Ngũ Lão và Toàn Thắng. Bước đầu, các địa phương và các hộ lấn chiếm đã thực hiện việc chặt cây cối, làm khuất tầm nhìn, dỡ các biển quảng cáo, các lều quán, mái vẩy, mái tre, lấn chiếm hành lang và san lấp các địa điểm lấn chiếm đất để làm nhà tạm. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhìn chung các hộ vi phạm đang nghiêm chỉnh chấp hành, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Theo kế hoạch, trong ngày 8 tháng 9, sẽ triển khai giải tỏa các xã Phú Thịnh, Thọ Vinh, Ngọc Thanh, Nhân La, Song Mai và Đồng Thanh. Ngày 9 tháng 9 sẽ tổ chức giải tỏa các xã còn lại. Sau khi giải tỏa, huyện sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý và có phương án duy trì kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp tái vi phạm. Riêng chợ Cóp ở khu vực cầu Ngàng, cạnh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện sẽ di rời chợ vào họp khu vực sau Ủy ban Nhân dân huyện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh ta ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông đường bộ theo kế hoạch 149 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua rà soát 17 xã phường của thành phố Hưng Yên có trên 144.000 m2 đất dôi dư, nếu xử lý hết sẽ thu về số tiền gần 95 tỷ đồng. Song do nhiều địa phương chưa quan tâm đến việc xử lý đất dôi dư nên số thu xử lý đất dôi dư từ đầu năm đến nay của thành phố đạt ở mức rất thấp. Đến nay, tổng số thu tiền đất dôi dư trên địa bàn thành phố mới đạt trên 13,4 tỷ đồng. Ngoài những địa phương có số thu khá như Quang Trung, Trung Nghĩa và Minh Khai, còn lại đa số đều có số thu rất thấp. Nếu như cả năm 2015, toàn thành phố thu được gần 4 tỷ đồng, thì đến thời điểm này của năm 2016, toàn thành phố mới thu được trên 1 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó có 8 xã phường, qua hơn 8 tháng của năm 2016, không có số thu là An Tảo, Quảng Châu, Hồng Nam, Hùng Cường, Phú Cường, Phương Triều, Hoàng Hanh và Tân Hưng. Đây đồng thời cũng là những địa phương có số thu đất dôi dư thấp trong những năm qua, mặc dù diện tích đất dôi dư qua kiểm đếm ở các địa phương này không hề nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 năm 2013, Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực thi hành và thay thế luật cũ năm 2003. Luật mới sửa đổi quy định thêm các hợp tác xã phải đảm bảo các điều kiện về chức danh trong ban lãnh đạo là giám đốc đối với hợp tác xã và tổng giám đốc đối với liên hiệp hợp tác xã, nhân sự là kế toán trưởng hoặc kế toán phải có bằng cấp chuyên môn, vân vân. Nhưng sau hơn 2 năm khi luật có hiệu lực, nhiều hợp tác xã trong tỉnh vẫn loay hoay và không chuyển đổi kịp theo mô hình mới và hoạt động trong tình trạng kém hiệu quả, không đúng luật. Đến hết năm 2015, toàn tỉnh hiện có 164 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thì mới có một vài hợp tác xã thực hiện việc chuyển đổi theo luật mới. Điển hình như hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Xuân Quan, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trung Nghĩa, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Phú. Còn lại hầu hết các hợp tác xã đều chậm chuyển đổi hoặc chỉ tồn tại trên danh nghĩa nhưng chưa giải thể. Để hướng dẫn triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định 193/CP/2013 hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã, ngày 2 tháng 12 năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành hướng dẫn số 84, đồng thời tổ chức 32 lớp tập huấn cho 4.700 lượt học viên là cán bộ quản lý kinh tế tập thể và cán bộ các hợp tác xã trong toàn tỉnh. Tháng 9 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã, đồng thời ban hành kế hoạch số 200 về đổi mới phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, việc chuyển đổi mô hình hợp tác xã kiểu cũ được Ủy ban Nhân dân tỉnh gia hạn chót là ngày 30 tháng 6 năm nay, nhưng đến tháng 8, huyện Ân Thi vẫn còn 8 hợp tác xã chưa thực hiện xong việc chuyển đổi hoặc tuyên bố giải thể. Thì căn cứ vào cái công văn của Sở Nông nghiệp thì Ủy ban dân huyện cũng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tham mưu Ủy ban huyện ra công văn
đối với chỉ đạo đối với 8 hợp tác xã mà chưa thực hiện chuyển đổi theo luật là chấm dứt hoạt động. Theo ông Đặng Văn Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn là đơn vị được giao quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cho biết, định hướng phát triển các hợp tác xã kiểu mới là sản xuất theo chuỗi, từ sản xuất nuôi trồng phải đi liền với phân phối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời phát triển theo hướng gắn với phát triển nông thôn mới. Có cái thông tư 03 của Bộ Ngành Đầu tư về việc chuyển đổi, sát nhập, giải thể các hợp tác xã theo luật. Thì với chủ trương đấy thì chi cục đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cái kế hoạch 200 và Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cái kế hoạch 200, một số các cái hợp tác xã là chưa chuyển đổi được. Lý do các cái hợp tác xã chưa chuyển đổi được là cái hoạt động của các cái hợp tác xã chưa chuyển đổi là hoạt động còn kém, chất lượng hoạt động thấp. Thế và cái công tác tổ chức là con người, nhân sự là chưa đảm bảo được cái yêu cầu, cho nên là các hợp tác xã chưa chuyển đổi được. Sau cái thời điểm 30 tháng 6 thì chi cục cũng đã tham mưu với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các phòng nông nghiệp phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các xã là các cái xã không chưa chuyển đổi được thì dừng hoạt động. Như vậy, những hợp tác xã trì trệ phải giải thể do hoạt động kém hiệu quả, không đảm bảo đời sống xã viên, theo quy định của luật phải giải thể và là giải pháp giúp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình cơ cấu, sắp xếp lại hợp tác xã theo mô hình kiểu mới, đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác. Sáng nay mùng 7 tháng 9 tại phường Hiến Nam, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố Hưng Yên phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện Phố Hiến, một trái tim hồng đợt 2 năm 2016. Với thông điệp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2016 trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia. Theo đánh giá, Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm nay tại thành phố diễn ra thuận lợi với trên 300 người đến từ 24 đơn vị đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả đã tiếp nhận được 147 đơn vị máu. Một số đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền vận động và có lượng người tham gia hiến máu nhiều, gồm phường An Tảo và ngành giáo dục. Được biết, lượng đơn vị máu được tiếp nhận sẽ được Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố bàn giao cho Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, góp phần quan trọng đáp ứng nguồn máu trong điều trị cấp cứu người bệnh. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, những năm qua phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn huyện Kim Động diễn ra sôi nổi. Trong đó có những cá nhân rất nhiều lần tham gia hiến máu, tiêu biểu là đồng chí Bí thư Đoàn xã Đức Hợp và Bí thư Đoàn xã Đồng Thanh với gần chục lần hiến máu. Đã 7 năm trôi qua, nhưng anh Trần Ngọc Đại, Bí thư Đoàn xã Đức Hợp vẫn nhớ mãi kỷ niệm về lần đầu tiên hiến máu tình nguyện, với rất nhiều cảm xúc từ hồi hộp, lo lắng đến hạnh phúc tự hào. Từ đó đều đặn năm nào anh cũng tham gia và đến nay anh đã 8 lần hiến máu. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, anh còn vận động tất cả các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên tham gia vào phong trào này. Nhờ vậy nhiều năm nay, Đoàn xã Đức Hợp luôn đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo. Mỗi đợt hiến máu đều có trên 30 đoàn viên tham gia. Chương trình hiến máu thì nó là cái chương trình thường niên. Thế mà riêng cá nhân tôi thì tham gia thường xuyên mà cũng thấy không ảnh hưởng gì về sức khỏe. Mà chúng tôi cũng mong muốn là có thể không những một năm hiến một lần, mà có thể một năm có những cơ hội có thể hiến hai lần. Một giọt máu hồng cho đi thì kéo cả một cuộc đời lại. Thế trong cái trách nhiệm đó thì chúng tôi thiết nghĩ với cái chương trình hiến máu tình nguyện đem lại rất là nhiều ý nghĩa cho những người có những cái hoàn cảnh khó khăn. Anh Đào Quyết Thắng, Bí thư Đoàn xã Đồng Thanh đến nay cũng đã 7 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Anh chia sẻ cách đây rất lâu, trong một dịp vào viện thăm người nhà, anh chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân nguy cấp cần truyền máu gấp trong khi nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện rất hạn chế. Lúc đó, ý nghĩ thôi thúc trong anh là phải tham gia hiến máu để có thể chia sẻ những giọt máu của mình, góp phần cứu sống nhiều người bệnh. Hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động rất là cao cả của nước nói chung, và đây là hoạt động tương thân tương ái của con người đối với con người. Thì trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây,
thì huyện Kim Động cũng đã tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động hiến máu tình nguyện, và đặc biệt đối với đoàn thanh niên huyện Kim Động, hai đồng chí bí thư đoàn thanh niên của xã Đức Hợp và xã Đồng Thanh, trong 10 năm vừa qua thì hai đồng chí ngoài việc tuyên truyền vận động nhân dân hiến máu thì hai đồng chí cũng đã trực tiếp và cũng đã gần 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Đây chỉ là hai trong số những người nhiều lần tham gia hiến máu trên địa bàn huyện Kim Động. Họ là người kết nối trái tim nhân ái để giúp mỗi chúng ta hiểu rằng hạnh phúc là sẻ chia, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, ở các giải đấu quốc gia và khu vực, thầy và trò đội tuyển Pencastilat Hưng Yên liên tục giành những giải cao, đóng góp trên 20 huy chương mỗi năm cho bảng thành tích thể thao tỉnh nhà. Trong đó, Bùi Bá Đức nổi lên là một vận động viên sáng giá, không chỉ của thể thao tỉnh nhà mà còn là một vận động viên giành nhiều huy chương, đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Trở về đội tuyển sau khi giành huy chương vàng ở hạng cân 50kg ở giải vô địch Pencastilat Đông Nam Á vừa diễn ra tại Malaysia cách đây ít hôm, Đức lại miệt mài tập luyện với đội tuyển Pencastilat Hưng Yên. Sinh năm 1993, 23 tuổi đời, nhưng số huy chương anh giành được tại các giải đấu cấp tỉnh, trong nước và khu vực cộng lại cũng gần gấp đôi số tuổi của anh. Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, Đức đã thi đấu xuất sắc và không có đối thủ trong các giải đấu trong tỉnh, đoạt cả 8 huy chương vàng ở 8 giải đấu trong tỉnh, giành 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 14 huy chương đồng trong các giải đấu quốc gia và 1 huy chương bạc tại Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2014 tại Indonesia. Về chuyên môn thì em là một vận động viên rất là chăm chỉ, mà phải nói thật là em là thích tập, mà những lúc mà có những thời điểm mà thi đấu mà ép cân á, bộ môn còn muốn là em là hãn tập lại, không tập nhiều quá, nhưng mà em thực sự em rất là đam mê và em rất thích tập. Cũng chính vì đó mà cũng có thể là từ những cái nỗ lực của em, từ cái đam mê của em mà đến thời điểm này thì cái thành tích của em cũng tương đối là chắc và có chiều hướng phát triển rất là tốt. Đi theo nghiệp võ thì có vô vàn những khó khăn vất vả, nhưng ẩn chứa trong dáng người mảnh khảnh của anh là những nỗ lực không biết mệt mỏi để theo đuổi đam mê của mình, luôn có những mục tiêu mới, những cái đích mới chờ anh chinh phục. Sau cái chiến thắng vừa rồi ở giải vô địch Đông Nam Á môn Pencastilat ở tại Malaysia thì em cố gắng để hoàn thiện mình hơn. Sắp tới em chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia, em cũng cố gắng tập trung để duy trì được cái thành tích để chuẩn bị cho giải vô địch và cũng là chuẩn bị giải đại hội năm 2018. Không chỉ nỗ lực hết mình giành thành tích tại các giải thi đấu, ngoài giờ lên tập trung tại đội tuyển quốc gia và theo học tại trường Đại học Thể dục Thể thao, Đức lại về sinh hoạt tại đội tuyển Pencastilat Hưng Yên. Tại đây, anh không chỉ là một vận động viên xuất sắc mà còn là người anh, người bạn thân tình cởi mở, luôn chia sẻ những gì mình học được, những kinh nghiệm thi đấu quý giá của mình cho các bạn, các em. Với những gì đã làm được và với quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới, trong thời gian tới chúng ta sẽ còn thấy được Đức tỏa sáng ở nhiều giải đấu khác, góp phần làm rạng danh cho thể thao tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Khoái Châu vừa điều tra và bắt giữ khẩn cấp đối tượng trong vụ án giết người xảy ra tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu. Vụ án được tóm tắt như sau. Do có mâu thuẫn với mẹ kế, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 năm 2016, đối tượng Đỗ Vũ Cờ, sinh năm 1994, ở thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, đã dùng một con dao dạng dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào chị Vũ Thị Thủy, sinh năm 1982, là mẹ kế của Cờ. Lúc này, anh Đỗ Vũ Huân, sinh năm 1973, là bố đẻ của Cờ, đã hô hoán và giữ Cờ lại, thì bất ngờ bị Cờ tiếp tục cầm dao, định đâm chính bố đẻ của mình. Thấy vậy, anh Huân đã nhanh chóng cầm một đoạn gỗ dưới sân đập vào tay Cờ nên con dao rơi xuống đất. Ngay sau đó, mọi người đưa chị Thủy đến Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên chị Thủy đã chết trên đường đi cấp cứu. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người đang có chuyến thăm tới Ba Lan, vừa qua thông báo ông sẽ không gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu như kế hoạch đã định vào ngày 9 tháng 9 tới. Ông Abbas cho hay, ông ban đầu có ý định di chuyển từ Ba Lan sang Nga để gặp nhà lãnh đạo Israel, song kế hoạch bị hủy bỏ do phía Israel và Nga đã đề cập tới việc hoãn cuộc gặp này. Ông Abbas cũng cho biết thêm, dù cuộc gặp sẽ không diễn ra, song ông vẫn sẽ tham dự các cuộc đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine vì đối thoại là lối đi duy nhất cho việc tái thiết lập hòa bình Trung Đông. Sử dụng thiết bị không người lái trong cuộc chiến chống khủng bố đang dần trở thành một xu thế mới đây nhất. Hải quân Hoàng gia Anh đã tiến hành thử nghiệm để đưa vào sử dụng tàu cao tốc không người lái nhằm đối phó với những mối lo khủng bố. Thiết bị tàu cao tốc không người lái của Hải quân Hoàng gia Anh nặng khoảng 1 tấn và có tốc độ tối đa có thể lên tới 92 km/h. Mặc dù không có vũ khí, nhưng tàu cao tốc này được trang bị thiết bị cảm ứng hồng ngoại 360 độ, radar, hệ thống định vị GPS, thiết bị vô tuyến giúp nó có thể hoạt động trong thời gian dài hơn, phạm vi hoạt động rộng hơn mà không cần người điều khiển. Theo giới thiệu, buổi thử nghiệm này nhằm chuẩn bị cho cuộc diễn tập quy mô lớn với các thiết bị quân sự không người lái trong mùa thu. Trong một báo cáo mới công bố, Liên Hợp Quốc cho biết trên toàn thế giới có khoảng 50 triệu trẻ em đang trong tình trạng ly tán, phải rời bỏ quê hương đi tị nạn. Nguyên nhân chính là do các cuộc xung đột, đói nghèo, bạo lực. Báo cáo cho hay xung đột bạo lực nghèo đói đã khiến 50 triệu trẻ em trên toàn thế giới phải rời bỏ nhà cửa. Trong năm 2015, có 17 triệu trẻ em phải đi tị nạn ngay trong nước mình. Hơn 100.000 trẻ em phải đi tị nạn ở các nước khác và không có người thân đi cùng. Con số này cao gấp 3 lần số liệu năm 2014 và là nguyên nhân dẫn tới tình trạng ngược đãi, bắt cóc, cưỡng bức buôn bán trẻ em. Báo cáo của Liên Hợp Quốc đặc biệt chỉ ra rằng khu vực Trung Đông có số trẻ em ly tán đông nhất, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu danh sách. Mỹ sẽ cung cấp cho Lào một khoản tiền trị giá 90 triệu đô la để giúp nước này tháo gỡ bom mìn và các vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh. Thông tin trên được công bố hôm 6 tháng 9 trong chuyến thăm của Tổng thống Obama tới thủ đô Viên Chăn để tham dự cuộc họp thượng đỉnh ASEAN. Như vậy, tổng số tiền Mỹ đã chi cho việc giúp đỡ Lào giả tháo bom mìn trong 20 năm qua đã lên đến gần 100 triệu đô la. Khoản tiền này cũng sẽ được dùng để giúp đỡ các nạn nhân của bom mìn trong việc phục hồi chức năng, điều trị chấn thương chỉnh hình hay hỗ trợ dụng cụ chân tay giả. Từ năm 1964 đến năm 1973, máy bay Mỹ đã giải hơn 270 triệu quả bom chùm xuống Lào. 1/3 trong số đó không phát nổ và vẫn sót lại trong lòng đất. Theo ước tính của nhóm tư vấn địa chất, khoảng 25% trang trại ở Lào hiện nay vẫn còn tồn tại bom mìn chưa phát nổ. Theo số liệu do Liên Hợp Quốc công bố ngày 6 tháng 9, mưa lớn gây lũ lụt tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã làm 60 người thiệt mạng và hơn 44.000 người bị mất nhà cửa. Triều Tiên trước đó cũng cho biết nước lũ đã dâng cao lịch sử trên sông Tume. Sau 4 ngày mưa lớn, nước sông Tume đã gây ra trận lũ lớn chưa từng có và gây thiệt hại nặng nề cho các vùng lân cận, trong đó khu vực Musan và Hoeareong bị tàn phá nặng nề, 60 người đã thiệt mạng và 5% dân cư tại những khu vực này đã bị mất nhà cửa vì mưa lũ. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cũng dẫn số liệu của chính phủ Triều Tiên cho biết gần 9.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc bị hư hại vì mưa lũ, trong khi 10.000 hectare đất canh tác cũng bị nhấn chìm. Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đang cho triển khai xây dựng mạng lưới di động trị giá 20 tỷ đô la Mỹ giúp hàng trăm triệu người dân nước này được sử dụng mạng Internet 4G miễn phí. Ngày 5 tháng 9, mạng 4G Reliance Jio của tỷ phú Mukesh Ambani đã chính thức phủ sóng cho hơn 80% dân số tại Ấn Độ. Nhà tỷ phú đã đầu tư nhiều tỷ đô la cho việc xây dựng gần 100.000 tháp viễn thông trên cả nước. Ông ước tính mạng Jio hiện đã phủ sóng được khoảng 18.000 thành phố và 200.000 ngôi làng. Tới tháng 3 năm 2017, mục tiêu của ông là đạt được diện phủ sóng tới 90% dân số. Người dân Ấn Độ sẽ được sử dụng mạng Jio miễn phí từ nay cho tới hết năm 2016 và sau đó chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ tương đương 2,25 đô la mỗi tháng. Hiện nay mới chỉ có khoảng 1/5 số người trưởng thành tại Ấn Độ có thể truy cập Internet. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.